Minh Toàn xin trân trọng mến chào các anh chị và các bạn. Hiện nay là và tại thời điểm này là Minh Toàn đang ở tại Hạ Long, Quảng Ninh. Và cụ thể là Minh Toàn đang ở trên bãi biển Bãi Cháy. Hôm nay Minh Toàn xin chia sẻ một số cái hình ảnh về biển Bãi Cháy đến anh chị và cũng như là các bạn, để anh chị và các bạn chúng ta có thể hình dung về cái bãi biển Bãi Cháy cũng như là bãi biển mới nhất bây giờ. Về bãi biển Bãi Cháy thì cái dòng cát ở đây là cát nhân tạo, tức là cát được đưa từ các nơi về chứ không phải là cát của biển. Cát ở đây là cát trắng, chính vì thế mà nó làm nước biển rất là trong chứ không phải như cát vàng. Đây mình toàn thấy có một em rất là xinh gái luôn. Đúng cò rò quá nhỉ. Ê, chúng ta hãy đi dọc bãi biển Bãi Cháy nhé. Wow. Đây, đây là cái khu vui chơi cho dành cho trẻ em. Em mà thích vui chơi thì xuống đây. Các cái cầu trượt dành cho trẻ em. Xem bà anh này đang làm gì. Thank you.
Em chọn phương pháp là đi bộ qua thôi chứ em không trượt. Thank you.
Thôi lên thôi.